giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên Xuân Mỹ xin kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Quý vị ơi, bây giờ Xuân Mỹ phải tức tốc đưa tin cho quý vị khán giả biết về một cái tin mới nữa trong liên quan đến buổi biểu diễn của em Cường, cậu Út Gò Công vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Đó là trên trang fanpage của công ty giải trí ECM đã cung cấp thêm một ca sĩ góp mặt trong đêm diễn này. Đó là chủ ca sĩ chủ tịch tập đoàn UKU GSC Nathan Lee. Quý vị nhìn trên màn hình bên phải là anh Nathan Lee và bên trái là cậu Út Gò Công, em Cường của chúng ta. Thì đúng như những gì Xuân Mỹ dự đoán, mấy ngày nay Xuân Mỹ có trao đổi với các đồng nghiệp của mình và một số anh chị em trong fan club, thì Xuân Mỹ là chắc chắn là 80-90% là có sự góp mặt của anh Nathan Lee trong việc là biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Ngoài cái việc là tham gia nhãn hàng của tập đoàn anh ấy, thì đúng như dự đoán của Xuân Mỹ, cách đây ít phút thì anh ấy đã xuất hiện trên trang fanpage của công ty giải trí ECM. Xuân Mỹ xin đọc nguyên văn tweet của công ty giải trí ECM hay quý vị. Little Star Big Dreams 2022 rất vui mừng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ chủ tịch tập đoàn UKU GSC Nathan Lee. Năm 15 tuổi, Nathan Lee đã bước chân vào nghề người mẫu và là một trong những gương mặt châu Á đầy sáng giá của hãng Elite Model Manager Man. Vì nổi tiếng khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Nathan Lee hiểu được những khó khăn trở ngại mà các bạn ngôi sao nhí phải vượt qua. Đến với Little Star Big Dream 2022, anh mong muốn có thể dùng hết sức mình hỗ trợ các bạn nhỏ cùng các em tỏa sáng trên sân khấu của bản thân. Đó quý vị, thấy là anh ấy mong muốn như thế ha. Và những như là video hôm qua, Xuân Mỹ đã thông tin đến quý vị một số chi tiết tiểu sử của anh Nathan Lee. Từ khi sinh ra cho đến là khi mà thành danh thì anh trải qua qua những cái giai đoạn nào liên quan đến là sự nghiệp và âm nhạc cũng như là kinh doanh. Xuân Mỹ xin đọc tiếp đoạn cuối của công ty giải trí ECM viết: Little Star Big Dream cũng trân trọng cảm ơn anh Nathan Lee cùng nhãn hàng UKU Beauty đã tin tưởng và trở thành đơn vị đồng hành của mùa 2 này. Vẫn còn nhiều điều bí mật đang dần được hé lộ, đừng quên theo dõi chúng tôi để cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhé. Đó là cái nhân vật mà được mong đợi nhất trong fan club áo xanh đọt chuối của em Cường đó quý vị. Mấy ngày nay là Xuân Mỹ cũng đã dự đoán gần như là chính xác, bởi vì là anh ấy là về Việt Nam là anh ấy là phát triển sự nghiệp ca hát, thì không có lý do gì mà anh ấy không tham gia vài tiết mục cùng với là các ca sĩ nhí khác, trong đó có cậu Út Gò Công, Hồ Văn Cường của chúng ta đang theo dõi và binh vực. Thì một lần nữa, hay quá quý vị ơi, cho quý vị biết không, trưa nay thì Xuân Mỹ công bố thông tin mà công ty giải trí ECM đưa, đó là có sự góp mặt của chị Phương Thanh. Bây giờ là có thêm anh Nathan Lee, thì Xuân Mỹ cảm giác như cái show diễn này là show diễn của những người ca sĩ chính nghĩa thực thụ đó quý vị. Những người mà theo chính nghĩa thực thụ, anh Ly cũng như là chị Chanh là những người mà thường xuyên có những cái phát ngôn rất là mạnh mẽ, đấu tranh những cái sai, cái xấu, cái chưa được trong showbiz, tức là những cái người thẳng thắn chỉ ra những cái góc khuất trong showbiz. Anh Nathan Lee là người mà từ đầu tới giờ ủng hộ chị Đại Nam vạch trần những cái xấu trong xã hội, trong đó có vấn đề từ thiện của nghệ sĩ. Thì Xuân Mỹ cảm thấy là
em Cường may mắn gặp được những người ca sĩ, nghệ sĩ chân chính góp phần nâng đỡ cho cái việc ca hát của mình. Đây là cái show diễn trở lại đầu tiên của em tại thành phố Hồ Chí Minh, tại rạp hát Hòa Bình, một cái rạp hát mà chị Chanh của chúng ta cũng có duyên có nợ với cái rạp hát này. Thì xin Xuân Mỹ xin mời quý khán giả theo dõi lại, Xuân Mỹ xin lượt lại một lần nữa tiểu sử của anh Thanh Ly để quý vị biết, lặp lại một lần nữa để quý vị biết. Và một chút nữa thì Xuân Mỹ sẽ điểm qua cái nhãn hàng mà anh Ly sáng lập ra. Anh Na Thanh Ly tên thật là Trương Triều Trúc Lân, sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên tại New York, Paris. Anh được biết đến là một ca sĩ và người mẫu từ năm 17 tuổi. Anh từng là gương mặt Á Châu sáng giá của hãng Elite Model Management năm 2008. Ly trở về Việt Nam tham gia showbiz không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ, nhạc sĩ. Tuy nhiên anh không nằm trong làn sóng chân dài lấn sân âm nhạc một cách mạo hiểm, bởi trước đó Ly đã có hơn 6 năm học thanh nhạc. Năm 2003, anh là người châu Á duy nhất lọt vào top 20 người của cuộc thi âm nhạc trẻ toàn nước Pháp, giống như là Việt Nam Idol của chúng ta đó quý vị. Sau 2 năm chiêm nghiệm, tích lũy và tạo dựng tên tuổi để trở thành một trong những nhân vật quan tâm nhất của làng showbiz Việt, đặc biệt với hơn 6 triệu kết quả trên công cụ tìm kiếm Google. Vào thời điểm năm 2010, Ly cho ra mắt album H như sự tri ân với mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến nên được sinh ra. Na Thanh Ly sinh ra trong gia đình có bố là quan chức ngoại giao lớn, mẹ là tiến sĩ marketing nổi tiếng. Tuy nhiên ngay từ nhỏ anh không may mắn khi phải sống thiếu tình cảm gia đình. Được biết mẹ của Ly là tiến sĩ giảng viên đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Pháp. Đặc biệt bà rất thành thạo 3 ngôn ngữ. Bố của Ly là ông Trương Triều Dương, từng là đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha. Ngoài ra ông còn là vụ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đại diện quan chức cấp cao Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, kiêm thống đốc Quỹ Châu Âu. Bố anh Ly là người khiến anh tự hào và cố gắng học hỏi ở ông nhiều điều lớn bổ ích, vì ông có tài ngoại giao lẫn trong việc kinh doanh. Nhưng ngay chính nam ca sĩ cũng đã được thừa hưởng điều đó. Quý vị thấy là ngoài ca hát thì anh Ly còn là học âm nhạc và là người mà kinh doanh rất là giỏi ha. Khối tài sản mà anh Ly để là anh Ly có được là đáng kể nhất là cái biệt thự rộng 12.000 mét vuông ở Beverly Hills, Mỹ với giá là 25 triệu đô, tương đương là gần 600 tỷ. Đây là một cái căn biệt thự gây choáng với khung cảnh rộng lớn bên ngoài cho đến nội thất tinh tế và giá trị bên trong. Ngoài ra thì anh còn nhiều cái là chiếc xe sang chảnh và tài sản khác. Để Xuân Mỹ điểm qua thêm cho quý vị xem một số cái thông tin về anh Ly nữa để quý vị. Na Thanh Ly trên trang cá nhân fanpage của anh Ly đó ha, là ảnh viết rất là nhiều mà bài đó quý vị. Và Na Thanh Ly là sinh năm 83 ha quý vị. Ở cái tuổi là ngoài 30 thì anh ấy có được nhiều thứ mà bao nhiêu người mơ ước á. Anh là người là nổi tiếng là với những cái phát ngôn là rất là thẳng thắn về về mà
những cái góc khuất trong showbiz Việt, và nhiều người là gọi anh là thánh bóc phốt showbiz đó quý vị. Thì cái việc mà phốt của những người trong showbiz thì thôi hôm nay Mỹ sẽ không đề cập tới nữa ha. Và Mỹ nói điều này nè quý vị, rõ ràng là những cái người mà người ta đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của người ta, người ta có cái sự nhìn nhận và đánh giá một sự việc, một con người rất là chân chính và công tâm. Hôm đầu tiên mà công ty giải trí ECM công bố thì mọi người thấy là chỉ là công bố nhãn hàng, nhãn hàng là UKU mà do anh sáng lập, và hiện nay anh là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn của nhãn hàng này, và nó mới vừa ra mắt vào tháng 9 năm 2021. Tuy là ra mắt vào lúc đó, vào thời điểm đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang diễn ra dịch Covid-19 cũng phức tạp, nhưng mà theo anh nói thì rất là được công chúng đón nhận, và sản phẩm hiện nay vẫn là hot, rất là nhiều khán giả là quan tâm, khách hàng quan tâm, nhất là cái xịt khoáng. Cái xịt khoáng tự nhiên á mọi người, sản phẩm xịt khoáng Pure Mineral Spray Luxurious Mix hiện là thương hiệu mà chăm sóc của diễn viên Vortex của đài truyền hình Pháp á mọi người. Và anh nói là anh sẽ phát triển cái sản phẩm này ra Pháp và các một số quốc gia châu Âu khác, tức là anh sẽ mở rộng ra thị trường quốc tế. Ngoài cái việc mà kinh doanh, tham gia thị trường âm nhạc, thì anh Ly còn là tích cực tham gia hỗ trợ người dân chống dịch. Vừa rồi là anh còn chích 20% lợi nhuận của công ty để lập quỹ từ thiện UKU GSC Foundation, đồng thời là nhà tài trợ chính của chương trình Rau Không Đồng, Bữa Ăn Không Đồng, Giải Cứu Thanh Long Chôm Chôm. Nói chung đây là một người rất thẳng khái và không bao giờ mà chịu lùi bước trước những cái nghịch cảnh, cũng như là không bao giờ chấp nhận mà bỏ qua những cái gì mà chưa đúng, chưa được đối với là thực tại. Thì xin chúc mừng em Cường đã có thêm một ca sĩ phải nói là cứng, Xuân Mỹ dùng chữ cứng trong hoặc kép ha mọi người, tham gia cùng buổi biểu diễn với em. Và anh Ly sẵn là cái người mà sẵn sàng đáp trả những cái anti fan mà thật sự là có những cái tư tưởng ấu trĩ bảo thủ và công kích theo dạng công kích cá nhân mà thời gian qua là em Cường gặp phải. Thì có lẽ là anh đã nhận thấy những cái thiệt thòi của em ấy, và anh tham gia cái show diễn lần này để hỗ trợ không chỉ em Cường mà các ca sĩ nhí khác có mặt trong cái buổi diễn đó phát triển cái công việc của mình. Thì hơn ai hết, Xuân Mỹ là người nằm trong fan club của em Cường. Xuân Mỹ rất là vui và cảm thấy hãnh diện cho em Cường khi có những ca sĩ gạo cội. Đầu tiên là chị Chanh, là người mà đã nổi tiếng từ thập niên 90-2000, từ những năm 90-2000, và bây giờ là tới là ca sĩ 8X Nathan Lee và ông chủ tịch của tập đoàn UKU. Thì còn chần chờ gì nữa, quý khán giả hãy nhanh tay gọi điện thoại và đặt vé tại công ty giải trí ECN. Xuân Mỹ, mọi người chờ chút xíu, Xuân Mỹ sẽ đọc lại số điện thoại đặt vé cho quý khán giả cùng theo dõi để quý khán giả đặt vé ha. Thì hiện nay vé được hai người cung cấp. Đó là thứ nhất là số điện thoại 0345125661 Miss Hiền. Số điện thoại thứ hai là 0333160
0825 Mr. Thiên của công ty giải trí ECN. Thì theo đề xuất của đa số đông đảo khán giả là công ty mở bán vé để xem diễn online đối với những trường hợp xa không đi xem trực tiếp ở tại Gặp Hòa Bình được, thì công ty, về phía công ty cũng trả lời là công ty sẽ cố gắng sắp xếp xem coi là chương trình diễn này có được, chương trình này có thể thực hiện được hay không. Tức là công ty, về phía công ty giải trí sẽ xem xét coi bán vé cho những người ở xa xem online chương trình này nè mọi người. Nếu như mà được như vậy thì quá tốt cho các mà khán thính giả ở xa không đi đến được, như là khán giả ở nước ngoài mà ủng hộ em Cường, như là ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Đài Loan, ở Nhật, và những khán giả ở khác tỉnh mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh cũng khó khăn. Thì đó là thông tin mới nhất của buổi biểu diễn của em Cường, cậu Út Gò Công vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Hãy là một lần nữa Xuân Mỹ xin đọc lại số điện thoại 0345125661 Miss Hiền, 0333 0333 160825 của Mr. Thiên. Hãy nhanh tay đặt vé và ủng hộ cho những thần tượng âm nhạc nhí cũng như các cái thần tượng trong làng giải trí của Việt Nam, chị Chanh và anh Na Thanh Ly, và fan hâm mộ của anh Ly đâu, hãy nhanh tay liên hệ đặt vé và hãy đến xem buổi biểu diễn này nhé. Video clip của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Rất vui nha mọi người. Cứ làm mấy ngày nay là tin vui cứ dồn dập, cho nên là Xuân có tin gì mới là Xuân Mỹ sẽ update lên cho mọi người cùng theo dõi để chia sẻ. Có tin mới là sẽ update. Mọi người hãy tiếp tục bấm đăng ký kênh, bấm ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ share về trang cá nhân của mình cho nhiều người cùng biết để ủng hộ cho cậu Út Gò Công, Hồ Văn Cường nha quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý khán giả xa gần vui khỏe và ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chào tạm biệt ạ.